Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay thì bên em quay một cái video sử dụng máy thổi giấy dành cho tiệc cưới, nhà hàng, các bác làm nhà dạp vừa và nhỏ các bác nhá. Với cái không gian vừa và nhỏ, đây là một trong những cái máy thổi kim tuyến mà bên em hôm nay sẽ quay một cái video. Thì cấu tạo của nó thì là sẽ nhét kim tuyến vào đây. Dưới này nó sẽ có một cái máy để thổi lên, và dưới này nó có một cái lồng để tránh hút những cái bụi to vào. Đó, trên này thì nó có một cái dàn led phun màu. Ở đây nó có một cái nắp. Cái nắp này là cái nắp vặn ốc mà nhà thiết kế người ta thiết kế ra như thế này để mình mở ra mở vào được. Đó. Thì khi mà mình nhét xong rồi thì mình sẽ đậy vào để cho nó kín, để nó tạo ra một cái lỗ để nó có một cái sức sức đẩy tốt hơn. Đó. Thì cái này có thể sử dụng qua bàn DMX này các bác này. Màn hình để chọn địa chỉ này. Đó. Phía sau này, phía sau là có rắc nguồn vào này, rắc nguồn ra này, một cái màn hình, một cái led hiển thị là đang có điện này, và hai cổng in và out cho DMX. Kèm theo nó là có thêm một cái điều khiển để mình có thể điều khiển từ xa nó như thế này. Và bên hông nó có thêm một cái anten, một cái anten như thế này. Anten này là để bắt cho cái điều khiển này. Đó. Con này khá ổn đấy các bác. Đấy, bây giờ thì bọn em sẽ test để cho các bác cùng xem nhá. Em sẽ đứng xa hơn một chút. Rồi. Phải đẩy cửa không là nó bay vào các bác. Đấy, em thử nhá. Đó. Thì như các bác thấy này, trên video có thể nó không thể mô tả hết được cái chức năng của cái con máy này. Nhưng tuy nhiên thì là